Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề thi giữa học kỳ 2, môn lịch sử lớp 6, đài 1. Một La Mã trắc nghiệm 2 điểm. Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng. Tức là các em sẽ chọn câu trả lời các em cho là đúng thì các em sẽ khoanh tròn vào những chữ cái in hoa đứng trước ở câu trả lời đúng ở đây. Câu 1. Giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 trước công nguyên đến thế kỷ 10 gọi là A. Nửa đầu thời kỳ Bắc thuộc, B. Nửa cuối thời kỳ Bắc thuộc, C. Thời kỳ Bắc thuộc và D. Thời kỳ tự chủ. Như vậy, giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 trước công nguyên đến thế kỷ 10 gọi là thời kỳ Bắc thuộc. Như vậy thì câu số 1 này các em sẽ khoanh tròn ở câu C. Thì khi làm bài các em hãy khoanh tròn, còn ở đây cô sẽ tô màu cho các em dễ nhìn. Như vậy giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 trước công nguyên đến thế kỷ 10 gọi là thời kỳ Bắc thuộc. Rồi tiếp theo câu số 2. Hai thứ thuế bị nhà Hán đánh thuế nặng nhất là gì? A. Thuế rượu và thuế muối, B. Thuế chợ và thuế đất, C. Thuế muối và thuế sắt, D. Thuế ruộng và thuế thân. Như vậy hai thứ thuế bị nhà Hán đánh thuế nặng nề nhất là thuế muối và thuế sắt. Như vậy thì ở câu 2 này các em sẽ chọn là đáp án C. Các em sẽ khoanh tròn vào câu C. Rồi tiếp theo câu số 3. Chính sách cai trị nước ta của các triều đại phong kiến phương Bắc là A. Giảm thuế và chia ruộng đất cho nhân dân, B. Không muốn đồng hóa dân tộc ta, C. Rất tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt, D. Tạo đời sống ấm no cho nhân dân ta. Thì ở đây chính sách cai trị nước ta của các triều đại phong kiến phương Bắc đó là rất tàn bạo, thâm độc và đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt. Như vậy câu A này các em sẽ chọn là đáp án C, các em sẽ khoanh tròn đáp án C. Rồi tiếp theo câu 4. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở A. Cẩm Khê, B. Mê Linh, C. Phú Điền và D là Hóc Môn. Như vậy Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Mê Linh. Như vậy nè, ở câu 4 này các em sẽ chọn là, các em khoanh tròn là đáp án B. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Mê Linh. Rồi tiếp theo câu số 5. Điều vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ sao cho đúng với lời nói của bà Triệu Thị Trinh, nô lệ, cơn gió mạnh, quân Ngô, luồng sóng dữ. Thì các em nhớ lại lời nói của bà Triệu Thị Trinh như thế nào? Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô khỏi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Như vậy thì ở đây ô trống đầu tiên các em sẽ điền là tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ
Chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô. Rồi, khỏi ắt nô lệ. Như vậy tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô. Khỏi ắt nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Rồi tiếp theo là phần hai La Mã tự luận 8 điểm. Câu 1, hai bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập? Như vậy ở câu số 1 này các em sẽ trả lời như thế nào? Sau khi giành được độc lập thì hai bà Trưng đã làm gì? Thì hai bà Trưng đã sau khi giành độc lập, hai bà Trưng đã trưng trắc thì lên làm vua, trưng vương, đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho người có công, lập lại chính quyền. Tiếp theo nữa là trưng vương đã xóa thế 2 năm liền cho nhân dân. Thứ ba là bãi bỏ luật pháp hà khắc và các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ. Như vậy thì câu số 1 này, sau khi giành được độc lập thì hai bà Trưng đã trưng trắc lên làm vua, trưng vương, đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho người có công, lập lại chính quyền, trưng vương xóa thế 2 năm liền cho dân, bãi bỏ luật pháp hà khắc và các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ. Rồi tiếp theo câu số 2, trong thời Bắc thuộc vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói riêng? Thì ở đây, trong thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói riêng vì những phong tục tập quán và tiếng nói đã được ông cha ta xây dựng nên từ lâu đời đã ăn sâu vào đời sống người Việt. Nhân dân ta rất yêu nước, không chịu để kẻ xâm lược biến mình thành người Hán. Như vậy thì câu số 2 các em sẽ trả lời như sau. Trong thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta đã giữ được phong tục tập quán và tiếng nói riêng vì những phong tục tập quán và tiếng nói đã được ông cha ta xây dựng nên từ lâu đời đã ăn sâu vào đời sống người Việt. Nhân dân ta rất yêu nước, không chịu để kẻ xâm lược biến mình thành người Hán. Rồi tiếp theo câu số 3, cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân diễn ra như thế nào? Việc đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa gì? Thì ở đây cuộc khởi nghĩa Lý Bí của Lý Bí và sự thành lập của nước Vạn Xuân đã diễn ra là vào mùa xuân năm 542, Lý Bí khởi nghĩa ở Thái Bình, được nhân dân ta ủng hộ. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm hầu hết các quận huyện, thứ sử Tiêu Tư phải chạy về Trung Quốc. Tháng 4 năm 542, quân Lương đàn áp nhưng bị Lý Bí đánh bại, nghĩa quân giải phóng thêm Hợp Phố. Đầu năm 543, thì quân Lương lại tấn công, bị ta mai phục ở Hợp Phố, quân giặc đại bại.
Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Tô Lịch, Hà Nội. Lý Bí đặt tên nước ta là Vạn Xuân mới với cái mong muốn là đất nước sẽ mãi tự do, tươi đẹp như một vạn mùa xuân. Như vậy thì câu số 3 này các em sẽ trả lời như sau. Mùa xuân năm 542, Lý Bí khởi nghĩa ở Thái Bình được nhân dân ta ủng hộ. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm hầu hết các quận huyện. Thứ sử Tiêu Tư phải chạy về Trung Quốc. Tháng 4 năm 542, quân Lương đàn áp nhưng bị Lý Bí đánh bại, nghĩa quân giải phóng thêm Hợp Phố. Đầu 543, quân Lương lại tấn công, bị ta mai phục ở Hợp Phố. Quân giặc đại bại. Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Tô Lịch, Hà Nội. Lý Bí đặt tên nước ta là Vạn Xuân với mong muốn là đất nước sẽ mãi tự do, tươi đẹp như một vạn mùa xuân. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi đề thi giữa học kỳ 2 môn lịch sử lớp 6. Sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.